Yo. Hãy bỏ bài nhầm chân đó. Mới xong. Bị chân châu chiên những đê chán của mời châu mồm đỏ thiếm cái bánh ngọt chân châu thầy những đê chán lọ em có tới nè, có rộp mấy người cho nó đi. Oh, wow. Mới bước tới nó gì mặt trong quanh nhé tôi mình Sang you to go,
mình lên cao thì mấy ngắt cái rừng mở ngoài bên đó. Rất lạnh phút phút sẵn đọc mưa mà đi. Bây giờ rất lạnh tiếp tiếp mưa mà đẹp khơi thì à, nó có mà mưa đẹp khơi nữa nè. Chống tật mà đo mà bông. Anh nhìn tật phát với bông. Chụp tình này nha. Rồi đọc cơ rộng, dự âm phí sao mà rồi chuyến bán á. Giờ lên nguyện bán. Nga cho khá là bài. Nga chứ cho khá là bài phát cho anh tìm. Xin lỗi tiếp. Wow. Chỗ đấy là ồ, chỗ nó không phải nha. Còn đây là đường thì ý, tình là kỳ mến. Kìa đó. Oh.
Xuống mà hai lươn chứ nó bút khmer thôi. Dương trời chụp một vía mà cái khơi dương trời mới cái tao mới là nám mà cái này dương ạ. Wow nám mà cái này mấy nhật khơi lan để lại khơi mà cái này chạm ba nhảy nhanh quá cái bay rồi chạy phun cái đó nè. Đấy, tụi tụi sạch. Trời ơi, khá quá tụi sạch của nó hết đây. Yeah, các ôn. Sạch cơn. Trời ơi, bóng cái ôn. Let's go.
bảy chia này của mỗi chia tiết thì mình bán nó thế làm sao xuống nó lơ tiếp tôi đâu tạm phải nè đây ok miền bay luôn Lươn. Lươn.
bây lưu phân hôm nay hãy thử anh chụp bạc tê hãy ngọt đây nè chồng rút tê à lưu phân hôm nâng nè mà tỷ pi vậy ô anh nằm ừ xuống như ôm ấy nè cụ làng phân hôm được anh chụp phân hôm wow bạn vòng buôn kia là ta rồi anh có bốc vô chẳng nữa rồi ú lên gặp mai tiết đấy nhớ giờ nó kiên cá một láng có đông lắm chóc nó ngon đấy rồi đây đồ kia tí mượt khơi nhậm nè bắn điện luôn nè sao Việt Nam điện dạ chung hoa bảy dưới tập lại nghe nè dạ chung hoa bảy bay chào tư bỏ tại vì mình bỏ ý su nó trong cái đào lò này đi mình ngồi xa bánh nên ngồi và xa su nữa này đi ngóc người anh lò à chụp làm đèn tiếp gặp cái đấy chơi chiến gì ấy già ấy già cái chỗ có vài sai cái ngọc đây nè ná cho mưa ná ngọc ná luôn sáng sút nè cho mưa nó lúc nôm nữa ăn ngọt thì ngọt ừ ừ ừ ừ ừ ở nhà mùi trên đàn nà lấy mùi ồ nó mà lấy mùi này sẽ chiến rồi chào thần riêng này.